Chúng ta đến với thử thách cuối cùng, karaoke. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài hát đầu tiên. Còn gì đâu hơi nhỏ trong nắng chiều phôi phai, kỷ niệm ta cùng nhỏ. Gần đúng. 2000. Còn gì đâu hơi nhỏ bao nắng chiều phôi phai. Chính xác. Quý vị theo dõi chương trình có thể thấy rằng cái lần này ấy, là chúng tôi ở cái phần thi karaoke này, chúng tôi để nó dài hơn một chút, là chủ đích của chúng tôi muốn tưởng nhớ tới nghệ sĩ Chí Tài, người cũng đã từng tham gia với Ký Vui Vẻ. Và ban nãy khi mà cái bài hát nó cất lên ấy, giọng của anh cất lên ấy, thì tôi quan sát thấy tất cả các cái nghệ sĩ khách mời đội trưởng đều có một cái gì đó nó rất là lắng đọng, bởi vì cái nỗi nhớ tới nghệ sĩ Chí Tài, một cái nghệ sĩ rất tài năng và sống rất có tình, và đã là một phần của ký ức rất là sâu đậm của chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Và chính vì thế chúng tôi cố tình để nó dài hơn để chúng ta được nghe giọng hát và nhớ lại về một cái gương mặt nghệ sĩ mà chúng ta yêu quý. Xin cảm ơn tất cả. Bây giờ sẽ là bài hát thứ hai. Ngàn dặm xa con ngàn ngàn nghe biết đoàn, biên giới sâu con ngàn mối dây trăm tình, loài dặm kia con ngàn tình yêu chứa chan, của đoàn thiếu nhi hằng mong yên vui thái bình, vui liên hoan thiếu nhi thế giới ta ca hát vang lên niềm vui. 2000. Ta ca hát vang lên niềm vui, cao vang lên vang lên, tay nắm tay qua biên núi. Chính xác. Yeah. Ta ca hát vang lên niềm vui, cao vang lên tay nắm tay qua biên núi, trong tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời, vang khúc ca yêu đời. 5 điểm đã dành cho thập niên 2000. Và tôi quan sát cái bài vừa rồi chỉ có 2000 với 2010 hát thôi, còn các thập niên khác là em thuộc anh, mà anh, tại cái chuông sao, của sao có thấy em hát đâu. Ngàn dặm xa khôn ngăn anh em kết đoàn, biên giới sâu không ngăn chúng ta trao tình, loài giặc kia khôn ngăn tình yêu chứa chan, của đoàn thiếu nhi cùng vui liên hoan thái bình. Thế mà sao không bấm chuông? Đã bảo cái chuông nó không có bị, nó bị lờn rồi. Không, tiếp theo của nó là chuông không kêu, sụp không kêu, dù đã tay đã bấm đấy chứ. Anh lắm chứ nhưng nó chẳng thèm kêu. Bây giờ sẽ là bài hát thứ ba.
xin mời. Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên. Chính xác. Xin mời. Con gái bây giờ hay giả vờ. Chính xác. Con gái bây giờ thích làm duyên. Con gái bây giờ hay giả vờ. Con gái bây giờ thích làm ngơ. Con gái bây giờ quá lờ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ xem số điểm của ngày hôm nay. Hôm nay nó có một cái chuyện đột biến mà chưa bao giờ có ở trong chương trình Ký ức vui vẻ trong suốt 3 mùa vừa rồi. 4 thập niên 70, 80, 90 và 2000 đều có 25 điểm. Wow. Riêng thập niên 2010 các bạn có 50 điểm. Xin chúc mừng. Hãy lên nhận chiếc cúp của mình đi. Xin mời. Một chiến thắng tuyệt đối và cao điểm nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Hãy chúc mừng họ. Vâng, thật là tuyệt vời.